Chào mọi người nhé, mình Diễm Su đây. Chào mọi người, mình Hồng Long đây. Đấy thì mọi người ạ, mọi người có biết là bây giờ hôm nay ấy, đáng ra là bọn mình quay là cùng quay video chôn. Nhưng mà hôm nay mọi người biết là bây giờ đã là gần 8 giờ rồi. Mà từ sáng đến giờ mình với cả Ngọc phải làm bao nhiêu là việc đóng hàng các thứ, xong là thu dọn dẹp. Mà mọi người có biết không, hai đợt ngày trước thì mình có nói với mọi người rồi đúng không, là ông Tài ông Tuyền suốt ngày bia rượu đấy, xong là có một thời gian cậu mới ngừng, cậu mới thôi rồi đấy. Thế xong là đợt này không biết là làm sao ấy, bia rượu triền miên miên mang luôn. Xong đã thấy từ sáng đến giờ mình không biết là hôm nay chúng nó có cái việc gì mà chúng nó mua đồ ăn về xong là ngồi bia rượu suốt từ sáng đến tận bây giờ. Bây giờ mọi người nhìn đây, qua đây đã là muộn muộn lắm đấy, 8 giờ như thế này bọn mình vẫn còn phải thu dọn nhà cửa xong là đóng hàng các thứ con cái, chưa ăn chưa uống gì, bọn mình đi phát điên phát rồ luôn. Nói đi, không biết nói gì luôn, thật sự là bọn mình tức, bọn mình gọi điện bảo anh ơi đi về trông con để em còn đi thu dọn đi. Tôi bảo ừ cứ gì đi, cứ làm đi, con cứ để đấy để bố mẹ trông, xong việc bố mẹ mình cả ngày đêm hôm cháu chiếc các thứ rồi. Xong là đấy mọi người xem, chồng thì suốt ngày bên quán lúc nào anh phải làm việc, anh phải thế này thế kia, mà mọi người biết làm việc làm một lúc, nói chung vật công việc gì thì mình không có biết, nhưng mà ít ra phải dành thời gian các thứ ra cho vợ cho con đúng không. Đây không, không dành ra một tí một tị gì. Bây giờ bọn mình phải gửi bún với cả bom ở trong trong phòng bố mẹ mình đấy, để cho bố mẹ mình trông đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ quay cái video này, xong là bây giờ mình sẽ đi, mình cả Ngọc sang bên quán, mình phải cho biết thế nào là gọi là người ta gọi cái gì nhỉ, tức nước vô bò mọi người ạ. Đấy không thể nhịn như thế này được, một tuần có 7 ngày thì phải 8 ngày bia rượu, thì mọi người hỏi xem là con người ở đâu ra nữa. Mọi người biết rồi không, bây giờ bia rượu nhiều, xong là bây giờ mới có hai mấy tuổi, 25 tuổi thôi, mà bia rượu như thế này thì mọi người nghĩ xem, 30 tuổi thì chắc là thành lát. Đi, bây giờ không bao giờ mình với cả Ngọc sẽ đi sang với đấy. Còn mọi người muốn biết là cái gọi là cái cơn thịnh lộ của bọn mình như thế nào thì mọi người xem hết cái video này. Đi, phát điên phát sổ mọi người ạ. Không bao giờ trông trông con hộ, cứ bảo trông con cái là bảo ma, bảo thế này thế kia. Thế mà nhá, bạn bè rủ đi bia rượu cái thì nhanh như chớp, công việc vợ đằng nhà vợ bảo là anh ơi hôm nay công việc của bố mẹ công việc nhà mình ở dưới như thế đấy thì là làm như thế nào, không để đấy đến sáng hôm sau ngủ đến 9-10 giờ mới thèm xuống ấy, xuống nhà vợ thì người ta làm hết rồi, không còn cái gì để mà làm ấy, xuống chỉ việc ngồi ăn. Mọi người thấy xem có thằng con rẻ nào nó như thế không, xong xong khi đấy bia rượu thì suốt ngày không thấy mệt, mà xuống với bố vợ uống được có 2-3 cốc bia bảo ui say lắm mới mệt lắm. Quán bên 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 anh có anh về đâu không? Mày không biết là tự nhiên hay quán cái gì? Anh tự nhiên cái này anh tự nhiên ở quán mà không bao giờ ai biết đường mà ai nói cái gì đi. Quán đúng như cái chợ. Anh nhìn lớn đầu già đầu nhất ở đây rồi. Đây anh em không biết được mà bảo anh đâu. Trời ơi, nó nhiều nhú nữa nào mà tiện đây. Dậy hết đi. Dậy hết đi. Dậy! Dậy đi mẹ! Có biết bây giờ là mấy giờ được không? Sớm. Sớm là mấy giờ? 12 giờ thôi! Ê dậy! Nhạc nhé, xin lỗi! Dậy! 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 Bị điên à? Điên đi, bị điên! Sức bị điên, sức bị điên! Mày, mẹ mấy giờ mà chúng mày lại bắt đấy? Phát điên phát rồi, chồng con như thế này! Xác định làm nhập vào YouTube này mà suốt ngày uống bia rồi nhá, thì xem cũng mẹ em đi. Làm con nhậu luôn. Sao? Làm sao cái gì? Thế bây giờ anh cai anh kiến xem. À, vợ của anh thì suốt ngày á, làm việc từ sáng đến tối, chồng thì em bia rượu đến tận bây giờ, xong rồi ngủ chồng gái lên. Hả? Bia rượu cũng là một công việc của mình à? Công việc gì? Giao lưu, giao tiếp. Giao lưu, giao tiếp cái gì hả? Xác định thằng lá chưa? Bọn anh mày cũng chửi đi, mày chửi tao đéo đi. Đây là chồng em hả? Chồng tôi à? À ai là chồng nhá? Bọn nó là bạn nhậu với tao thì chửi. Còn cả các anh em ở quán này nữa nhá. Là con người là con vật hả? Mấy khi lưu hướng với nhau gì? Mấy khi cái gì mà mấy khi? Một tuần 7 ngày thì 8 ngày bia rượu. Các anh ở đây thì các anh phải biết đường lối bảo ban cho anh ấy. Nói cho hùng lên. Mạnh như này thì uống nhậu mấy khi nghe mà tao không uống đâu. Uống. Cả cái phòng tân là rượu không có gì mùi gì còn. Bây giờ tao đi chơi gái cứ dụ mày nói mà ở nhà nhậu uống rượu rồi mày nói là thế nào? Bia rượu ít thôi. Cái quán này là quán làm việc, không phải là quán bia rượu. Xong rồi bây giờ có giống
phải lúc nào mà tao uống đâu. Này, đi về. Mày nói công nghiện là mày hơi xúc phạm đấy nhá. Xúc phạm cái gì? Thế có đúng không? Tao là nghiện nhưng mà tao là nghiện sạch. Nghiện mà... có nhân cách. Nghiện có tư cách mày đấy nhá. Nhân cách cái gì? Không phải mà... là cái loại nghiện dơ, nghiện bẩn như chúng mày nói. Nghiện của bọn tao là nghiện có chứng chỉ luôn nhá. Cái chứng chỉ không? À. Đi về cho con nhá. Cái quán làm dương tốt suốt ngày em ừ chuyển học viên các thứ. Sao là bây giờ bia rượu vừa mãi ra vào trong cái phòng phòng ngủ mà như là cái phòng karaoke. Có một tuyển bạn nhậu rồi có ai tuyển rượu viên cái loại này. Chưa, cứ chửi đi xong rồi về còn tao. Đi về. Ô, mày muốn chửi đúng không? Ta chửi mấy cái thằng mặt ở ngoài này mà để tao ngủ. À, cô đi về không? Đi về xong cô ăn, để cho bọn em còn làm việc tiếp. Tí còn ca 2 thì mẹ mình tí còn nhậu tiếp chứ mày bảo tao về sao được. Thôi, bây giờ thích ca 2 đúng không? Thích ca 2 này. Ca 2 làm gì anh gì? Mày có biết mẹ mày cái phong này tao làm bao mất tao tiền không? Quán nhỏ còn biết bao nhiêu? Tối nay về đi quán vứt tại nhậu đây. Quán anh em mình có chú ngủ với chị. Chú ngủ gì? Anh chú ngủ gì? Cái suốt ngày rượu kia ở nhà cửa có bao nhiêu không? Từ từ nói có gì nó sẽ cái biển ra ngoài. Anh không phải đã ngủ từ ba đến từ từ rồi. Thích biển bao nhiêu không? Bao nhiêu tiền? Mày làm gì làm nhưng mà đừng mua đồ có kinh tế mày hiểu không? Các anh mà biết lo bao nhiêu tiền ấy thì không bao giờ cái chuyện bia rượu như thế này nhá. Làm thì ít mà suốt ngày bia rượu thì nhiều cho mày một triệu. Mình muốn bọn tao bỏ được rượu thì cũng phải cho tao xả nó. Nhưng chỗ này như là bia rượu nó là tiền đấy, là gạo đấy. Chứ có thể xả không? Thì tiền chia cho mỗi thằng một chai. Anh cũng thích không? Thôi, đi về! Người ta bảo rồi nhá, đồ anh nhẹ không xúc được. Cứ phải mất à? Cô đi về không? Đúng rồi. Quảng cái mồm. Đi về. Đi về chơi thì đi đâu vậy? Thích về chơi không? Bây giờ tôi cho các anh nhá, lát phút. Kể cả anh nhá, bỏ quán nữa nhá. Từ ngày mai trở đi nhá, còn bất kỳ một ai mà bia rượu tặng thứ nhá, làm thì không làm mà đừng thì đừng có phải khách nhá. Quay đi về hết. Mai tao về quê. Về luôn. Về quê rồi lốt đã. Các anh ơi, đúng là quân lốt không phải ở nhà đâu. Em sang em làm ra tiếp. Em nói trước cho mới biết. Vợ con thì làm cả ngày cả đêm mệt mỏi. Chồng thì suýt ngày bia rượu, xong mà ngủ thì chồng rãi lên bên này. À, sao là bố mẹ ở nhà thế? Trông con trông cháu còn không biết đường mà gì. Thôi đi về tận nhà. Thích nói về tận nhà không? Đúng là Phước không có mặt ở nhà, đúng là sách nhá. Mặt kia thật rồi.